Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với một số đơn vị tiến hành bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, khi nghi phạm này đang chạy trốn lên một tuyến đường ở thành phố Vinh, Nghệ An. Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Minh Toàn, sinh năm 1994, trú xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Cơ quan công an sau đó đã lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ án. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 16 kiềng bằng vàng có giá trị khoảng 190 triệu đồng, ô tô biển kiểm soát Hà Tĩnh cùng tài liệu, tang vật liên quan vụ án. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Toàn khai nhận do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả, nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ. Tối 17 tháng 4, Toàn lái ô tô nhãn hiệu Vios di chuyển trên quốc lộ 1 hướng thành phố Hà Tĩnh đi thị trấn Nghèn, chạy lòng vòng để quan sát. Khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền, nhận thấy sơ hở nên Toàn đã chạy xe đến chỗ vắng lấy băng dính che biển số xe, quay lại đột nhập vào tiệm vàng dùng búa đinh đập vỡ tủ kính. Chỉ trong vòng 6 giây, Toàn đã lấy đi 16 kiềng vàng trị giá khoảng 190 triệu đồng rồi lên xe tẩu thoát. Sau khi xảy ra vụ cướp, bà H, chủ tiệm vàng Kim Sơn Hiền chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại. Bà H kể lại, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17 tháng 4, hai vợ chồng bà đang nằm nghỉ trong nhà. Chị Lê Ngọc Tê, con gái bà H, ngồi ở phòng khách làm việc. Thời điểm trên, bất ngờ nghe nhiều tiếng động chát chúa phía quầy bán hàng. Bật dậy xem thì phát hiện người đàn ông đang luồn tay vào tủ kính lấy trộm vàng. Chưa kịp định hình, chị Lê Ngọc Tê lập tức lao ra khỏi nhà, cầm điều khiển TV ném vào nghi phạm và chi hô hàng xóm. Bà H nhớ lại, kẻ trộm đã chuẩn bị từ trước, đậu xe trước cửa để theo dõi tình hình. Sau khi thấy chúng tôi không có mặt tại quầy hàng mới hành động. Sau những tiếng va đập lớn, chỉ trong 6 giây, tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của hàng chục người. Quá trình gây án, tên cướp bị mảnh kính rạch vào tay chảy máu. Hung khí là chiếc búa phá kính cũng bị bỏ lại hiện trường. Tên trộm nhanh chóng dẫm ga bỏ chạy, trốn thoát khỏi hiện trường trước sự chứng kiến của nhiều người. Ông Ngô Đức L, thợ sửa xe trước cổng tiệm vàng Kim Sơn Hiền cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có rất nhiều người đứng xung quanh tiệm vàng, nhưng tên cướp vẫn liều lĩnh gây án và bỏ trốn. Ông L cho biết, tên cướp trên tay cầm nhiều kiềng vàng và lao ra xe, một số vòng vàng còn rơi vãi trước cổng tiệm, hiện trường nhốn nháo. Do tên cướp bịt mặt nên lúc đối đầu ông L không nhìn rõ nghi phạm, sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp trở tay, chỉ biết nhìn tên cướp tẩu thoát.